Vâng. Mua nhiều, giảm nhiều, càng mua nhiều càng giảm nhiều. Cái đặc tính của cái quảng cáo này này, của cái khuyến mại này này thì tôi nói thật là ở Việt Nam bây giờ áp dụng cũng rất là nhiều. Nhưng tôi thực sự ấn tượng khi mà tôi đi nước ngoài mua hàng. Đấy, đầu tiên là tôi sang Trung Quốc thì tôi thấy như thế này. Tôi mua một cái áo phông như thế này, tôi giả sử họ bán 50 tệ. Tôi giả sử thôi. Được chưa ạ? 50 tệ là tính ra tiền Việt là bao nhiêu? Khoảng 200 nghìn. Ok, mua một cái họ bán 50 tệ. Thế nhưng mà mua hai cái họ bán 75 tệ. Và mua ba cái thì họ chỉ bán 60 tệ. Đấy. Thế thì mình tính đi tính lại mình thấy là mua ba cái lợi hơn. Mà bây giờ ở trên mạng khoảng độ một tháng nay tôi thấy là mọi người hay share một cái đoạn là tin là hãy bán hàng bán bia theo cả lố thay vì bán một chai, đúng không? Bán một chai bia thì bạn bán 3 đô la mà bán một lố 6, gọi là một blast đấy, 6 chai thì mình bán 6 đô. Ví dụ thế. Thì cái bài đấy không có gì là xa lạ cả. Bài đấy là dân Mỹ, dân châu Âu và dân Trung Quốc, đặc biệt là dân Trung Quốc, họ áp dụng cực kỳ thành công luôn. Không bao giờ nó hướng tới cái việc bán một sản phẩm. Bao giờ nó cũng hướng tới việc bán combo, bán nhiều sản phẩm. Bây giờ hiện nay các cái doanh nghiệp ở Việt Nam, rồi những cái nhà bán lẻ ở Việt Nam, rồi những cái người bán hàng online như các bạn cũng áp dụng chiêu này rất là nhiều. Và lời khuyên thành thật của tôi là nên áp dụng chiêu này. Bởi vì sao? Tính trên một chi phí cho đơn hàng tiếp theo. Tôi gọi là chi phí cho đơn hàng tiếp theo là rất rẻ. Bởi vì mình phải cày bao nhiêu quảng cáo thì mới ra được chi phí của một đơn hàng. Thế nên bây giờ nó mua được cái sản phẩm thứ hai, nó mua cái sản phẩm thứ ba thì cái chi phí cho cái đơn hàng thứ hai, đơn hàng thứ ba rất là rẻ. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Nên áp dụng, nên áp dụng. Mua càng nhiều càng rẻ. Đấy. Thì như vậy khách hàng sẽ một lúc là sẽ hết tiền với mình luôn. Tiếp tục vì còn rất nhiều các cái chương trình khuyến mại các bạn nhé. Chương trình khuyến mại tiếp theo mà tôi muốn nói đấy là giảm giá kép. Giảm giá kép tức là mình giảm giá nhiều tầng. Ví dụ mình đã giảm giá theo số phần trăm rồi. Đấy, bây giờ nhé, mời bạn đến nhà hàng của tôi ăn đúng không? Voucher là 20%, không bàn cãi nhá, không bàn cãi, 20% rồi. Thanh toán hóa đơn, thấy hóa đơn 2 triệu, giảm tiếp 500 nghìn, giảm tiếp 300 nghìn. Như thế người ta gọi là làm kép, đúng không ạ, làm tam, làm tứ gì thì làm. Mình giảm giá theo tầng, để làm gì? Để kích thích khách hàng mua thêm. Thí dụ như ra thấy khách hàng đang ăn một cái bill là 700 nghìn. Ra bảo là anh ơi, anh uống thêm cho em chai bia. 800 nghìn ở nhà em giảm giá. Thế là khách nghe thấy bùi tai uống thêm chai bia. Đấy. Mục đích của các chương trình khuyến mại chỉ để làm gì? Tăng sản lượng bán. Tăng sản lượng bán trên đầu khách hàng. Gia tăng lòng trung thành, gia tăng sự duy trì. Nhưng hãy lưu ý, càng khuyến mại nhiều, càng khuyến mại nhiều thì khách hàng sẽ lại càng đợi khuyến mại. Đây cũng là một cái nhược điểm. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi mà nhà nhà khuyến mại, người người khuyến mại, mình không khuyến mại là mình ăn hại đấy. Hiểu vấn đề về giảm giá theo cái số phần trăm chưa ạ? Theo cái hóa đơn, theo tầng chưa ạ? Ok nhá. Tiếp tục, chương trình ưu đãi với khách hàng thân thiết, được chưa? Thẻ VIP, cộng điểm. Đấy. Riêng đối với khách hàng thân thiết có những cái quyền lợi đặc biệt. Ví dụ như là cái thẻ bông sen vàng của Vietnam Airlines, đúng không? Đi ra sân bay là nó cho vào phòng chờ VIP hạng thương gia, ăn ngủ wifi kiểu kiểu thế. Hay là gì, bạn là thẻ VIP của một cái ngân hàng nào đấy, bạn sẽ được ngồi ghế VIP, phòng VIP, không phải đợi. Một số những cái quyền lợi tích hợp càng nhiều những cái lợi ích, những cái đặc quyền. Đặc biệt nhá, đối với những cái sản phẩm cao cấp thì bạn phải có những đặc quyền dành cho khách hàng. Có đúng không ạ? Phải có nhiều đặc quyền, ví dụ như vàng bạc của bên một số khách hàng, bên Huy Thành ấy, chỗ bạn định nhân viên tôi bạn làm đấy. Thì đấy là những cái sản phẩm cao cấp thì bạn cũng có thể đưa ra chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết. Và bạn phải có những đặc quyền. Đặc quyền đây là gì? Đúng không? Ví dụ như là cuối năm mình tổ chức một cái buổi lễ cảm ơn tri ân khách hàng, đúng không? Hiện nay các ngân hàng họ đang dùng cái chiêu này rất nhiều. Đấy, cuối năm nào họ mời nào thì Kenny G về chơi nhạc này, Modern Talking này. Rồi Vietjet Air thì đang mời Michael Anturov, một trong những ban nhạc huyền thoại, để về hát ở Việt Nam. Đấy là những cái cách mà họ làm khuyến mại đấy. Mình cũng có thể hiểu đấy là một cái khuyến mại. Tất nhiên nó không được sát nghĩa lắm,
Nhưng mà thực sự đấy là một cái cách mà người ta gia tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đấy, nó có thể là vừa là PR, vừa là promotion, vừa là các cái chương trình tri ân, nhưng mà bạn có thể hiểu như vậy được không ạ? Tiếp tục, khuyến mại trọn bộ đúng không ạ? Mua hàng trọn bộ, ví dụ như là mua lẻ thì giá đắt, mua lẻ từng sản phẩm giá đắt, nhưng mua ba bốn sản phẩm một lúc cùng cái bộ đấy thì giá rất rẻ, nó gọi là combo đấy. Hiện nay bây giờ người ta bán combo rất nhiều. Combo chính là thuật ngữ bán lẻ, thuật ngữ khuyến mại, một cái thuật ngữ để tăng sản lượng bán, mà tiếng Anh người ta gọi là upselling ấy. Tăng cái sản lượng bán rất là tốt trong ngành hàng là F&B, tức là food and beverage. Thế nhưng mà cái công thức của combo nó thần thánh tới mức mà hầu hết các nhà bán lẻ khác, quần áo, giày dép, đồ điện tử, điện máy bây giờ đều áp dụng. Đúng không ạ? Ví dụ như là mua nước riêng thì người này tiền, mua khoai riêng người này tiền, mua hamburger riêng người này tiền. Nhưng mà mua cả ba sản phẩm này thì rất là rẻ. Đấy, thì cái đấy là cái cách mà người ta sẽ bán nhiều sản phẩm. Đấy là combo. Bạn cũng nên đưa combo nếu như bạn có, được chưa ạ? Khóa học bạn cũng combo lại, đúng không ạ? Mua một cái quần thì giá này, mua một cái áo thì giá này, cả quần và áo thì giá này. Ok, bạn nên áp dụng nhá. Nhà hàng cũng thế, nhà hàng bạn cũng đưa ra combo. Đấy. Còn bây giờ cái câu chuyện là vực lại cái nhà hàng phá sản ấy thì tôi nghĩ là một cái câu chuyện khó, không đơn thuần chỉ là cái chuyện làm khuyến mại. Bạn sẽ phải nói với tôi về tài chính, nói với tôi về tình hình kinh doanh của bạn, về đầu bếp của bạn, về lợi thế của bạn, về địa điểm của bạn. Đúng không? Vấn đề khó khăn của bạn thì tôi mới tư vấn được. Thì tôi mới vực lại cho bạn được trong một thời gian là bao lâu đấy. Được chưa ạ? Ok. Các bạn đã hiểu cái phần khuyến mại về combo chưa ạ? Combo là rất thần thánh đấy nhá, áp dụng khẩn trương cho tôi. Có câu hỏi gì về combo đặt câu hỏi ngay nhá. Tiếp tục. Dịch vụ giao hàng miễn phí hay là các dịch vụ miễn phí nói chung? Ok, mua hàng nhưng tặng dịch vụ. Thí dụ bạn mua xe máy của cửa hàng tôi thì tôi sẽ tặng bạn gói dịch vụ, ngoài cái gói dịch vụ bảo hành. Bảo hành là đương nhiên rồi đúng không? Bảo hành là của hãng rồi. Thì tôi sẽ tặng bạn là cái gói dịch vụ sửa chữa trong 1 năm. Bởi vì thường năm đầu tiên thì khách hàng cũng chả hỏng hóc gì. Thế mình làm thế tự dưng mình lại vượt trội hơn so với đối thủ. Đối thủ nó chỉ có bảo hành 12 tháng thôi. Tôi là bảo hành 18 tháng luôn. Tặng khuyến mại, tặng khuyến mại bằng cách là bảo hành cũng là một cách khuyến mại nhá. Tôi lại gì ạ? Sửa chữa miễn phí trong 6 tháng đầu tiên. 6 tháng đầu tiên xe mới đi hỏng làm sao được? Đúng không? Ra cùng lắm thì thay dầu, mà thay dầu thì khách người ta trả tiền nhưng có phải là khách không trả tiền đâu. Kiểm tra xe miễn phí. Đấy. Thế thì nhá, cửa hàng của bạn là bán chạy hơn chỗ khác ngay lập tức. Mình phải tìm ra cái điểm lợi thế. Mà cái điểm lợi thế này này, nhớ này, nó phải quan trọng là mình không tốn chi phí nhiều. Không tốn chi phí nhiều. Ok nhá. Hay là bây giờ gì? Bạn học khóa học của Phan Anh đúng không? Trên thị trường bây giờ có rất nhiều giảng viên. Giảng viên nào cũng xưng mình là 10 năm kinh nghiệm, 20 năm kinh nghiệm. Đúng không? Bạn không biết thực hư nào cả. Thế nhưng mà ví dụ như tôi, đấy, bạn học khóa học của tôi sẽ tặng bạn chương trình tư vấn, tôi sẽ tặng bạn thiết kế logo, tôi sẽ tặng bạn thiết kế website, đúng không ạ? Tôi sẽ tặng bạn buổi đào tạo tại công ty, tôi lấy thí dụ như thế. Thì cái đấy là chính là cái miễn phí bằng dịch vụ, mua sản phẩm tặng dịch vụ, mua dịch vụ tặng dịch vụ, được chưa? Nhưng nếu như mà nó lỗi thời quá, chẳng hạn bây giờ cứ đến làm tóc nhá, thì là uống sấy gội thì tặng dập phòng, thì là nhà nào cũng làm được. Thì lúc đấy mình lại phải làm ngược lại, đúng không ạ? Mua dịch vụ tặng sản phẩm. Hồi trước tôi tư vấn cho những bạn làm tóc salon, là mùa đông này phụ nữ đi làm tóc này, cứ làm tóc là tặng quần legging rất đẹp, đúng không ạ? Legging ra 1 tháng rất hiệu quả, xong lại tặng tiếp đồ lót. Tức là những cái chiêu rất là điên cuồng, nó rất là lạ, rất là độc. Mình phải sáng tạo. Được chưa ạ?